Ờ, giờ vì chị của bác em về lo đi học mà sẽ để đánh giá được ít xe. Ok rồi, sau khi xong bánh tô nhé, xong bánh tô rồi, xong bánh tô nha, rồi díp xe nha, đây là bánh tô nha mọi người. Giờ tiếp tục luyện phần có phần mai và phần túi nha mọi người nha, phần mai phần túi thì em muốn quay nha mọi người. Mọi người video có giới hạn thôi, em quay từ đây thôi. Xong thành phẩm em sẽ chụp cho mọi người xem. Đó, đang còn nóng mọi người. Chưa xong rồi, còn nóng rồi. Mới chưa xong rồi.